Trong trận đấu giữa Real Madrid và Valencia ở La Liga cuối tuần qua, Vinicius Jr. liên tục bị những người hâm mộ Valencia gọi là con khỉ. Điều đó khiến cho tiền đạo của Real Madrid cảm thấy ức chế. Anh đề nghị trọng tài chính không muốn tiếp tục thi đấu vì sợ hãi trước những lời lăng mạ như vậy. Trong cơn ức chế tột độ, Vinicius đã có hành động đánh vào mặt Hugo Duro của Valencia ở phút bù giờ thứ 7. Trọng tài chính De Burgos Van Garcia đã rút thẻ đỏ với Vinicius sau khi tham khảo VAR. Điều đáng nói, không ai trách cứ hành động nổi nóng của Vinicius. Thay vào đó, nhiều người đã thể hiện thông điệp đứng về phía anh. Thực tế, không phải tới tận bây giờ, tình trạng phân biệt chủng tộc đã xuất hiện trong hàng thập kỷ qua ở La Liga nhưng không thể dập tắt. Trong đoạn tweet mới nhất trên Twitter, Vinicius đã thổ lộ nỗi lòng của mình. Cầu thủ người Brazil viết, mỗi trận đấu hành quân xa nhà thực sự là điều khó chịu với tôi. Mùa này, ta đã nếm trải quá nhiều điều tệ hại. Những lời dọa giết, những con búp bê treo cổ, những lời lăng mạ, phân biệt chủng tộc, tôi đều phải đối diện. Những bài phát biểu cho rằng đó chỉ là trường hợp cá biệt của người hâm mộ. Nhưng tôi muốn nói rằng, đây không phải trường hợp cá biệt. Chúng là một bộ phim dài tập, liên tục được chiếu trên khắp thành phố ở Tây Ban Nha. Các bằng chứng xuất hiện trong những đoạn video. Tôi tự hỏi có bao nhiêu kẻ phân biệt chủng tộc bị lộ tên tuổi và ảnh trên các trang web. Không ai cả. Đó là vấn đề rất nghiêm trọng. Bạn không thể đổ lỗi cho hành vi phạm tội của mình. Bạn không yêu mến bóng đá, bạn là kẻ vô nhân đạo. Sau trận đấu với Valencia, Vinicius chia sẻ, đó không phải là lần đầu tiên, cũng không phải lần thứ hai, thứ ba. Vấn nạn phân biệt chủng tộc trở nên bình thường ở La Liga. Tôi nghĩ ngay cả Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha hay bất cứ ai cũng thấy bình thường. Đối thủ còn thấy phấn khích khi điều đó xảy ra. Tôi rất buồn. Một giải đấu từng ghi dấu những siêu sao như Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi lại bị xâm chiếm bởi nạn phân biệt chủng tộc. Một quốc gia xinh đẹp và tôi rất yêu mến nhưng lại xuất khẩu ra thế giới những hình ảnh phân biệt chủng tộc. Tôi xin lỗi vì có thể nhiều người Tây Ban Nha không đồng ý với quan điểm của tôi nhưng ngày nay, Tây Ban Nha và Brazil đang được biết tới là những quốc gia có nạn phân biệt chủng tộc nặng nề. Thật đáng buồn, điều đó diễn ra hàng tuần và không có biện pháp nào khắc phục. Tôi là người mạnh mẽ, tôi sẽ đi tới cùng chống lại những kẻ phân biệt chủng tộc. Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha và Ủy ban kỹ thuật trọng tài đã sa thải 6 trọng tài VAR sau cáo buộc lạm dụng phân biệt chủng tộc với tiền đạo Vinicius của Real Madrid. Nguyên nhân bởi họ đã gửi trọng tài chính De Burgos Van Garcia những hình ảnh gây bất lợi cho Vinicius, khiến cầu thủ này nhận thẻ đỏ. Hậu quả là ông Van Garcia đã hiểu sai tình hình và rút thẻ đỏ không thỏa đáng với ngôi sao của Real Madrid.